Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tải và cài đặt sử dụng cái ví Sepal hay còn gọi là ví Safepan nhé. Nhiều người hay gọi cái ví này là ví Safepan này. Thì bước đầu tiên các bạn cần phải lên cửa hàng CH Play hoặc là Google App Store nhé. Thì chúng ta sẽ gõ cái từ khóa là Safepan này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng tìm kiếm này. Và nó hiển thị lên cái logo màu tím của cái ví này các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục cài đặt này. Cái ví Sepal này và cái ví Church Wallet này và cái ví MetaMask là ba cái ví thông dụng và được nhiều người sử dụng nhất các bạn nhé. Và nó cũng rất là dễ dùng này. Sau khi đã tải được cái ví này về máy rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng logo của cái ví này để chúng ta bắt đầu vào để chúng ta cài đặt. Ở đây nó hiển thị lên cái dòng chữ bắt đầu này thì chúng ta sẽ nhấp vào đây nhé. Và tiếp theo thì ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là cài đặt cái mật khẩu của ví này. Thì chúng ta sẽ đặt ít nhất là từ 8 ký tự trở lên. Ở đây thì nó cho phép chúng ta đặt chữ cái này, số và ký tự đặc biệt, ví dụ như là A còng nhé. Đó thì các bạn sẽ tạo một cái mật khẩu ở đây gồm có 8 ký tự này. Đấy, cái dòng đầu tiên này chúng ta sẽ nhập cái ký tự vào đây nhé. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn mẫu cho các bạn nhé. Đó, mình sẽ điền hai chữ cái này. Và tiếp theo mình sẽ thêm 6 số vào nhé. Như vậy là đủ 8 ký tự này. Đó, thì các bạn có thể là thấy ở đây chúng ta chỉ cần viết chữ cái và số thôi là có thể là được rồi. Sau khi các bạn điền mật khẩu ở dòng trên này, chúng ta sẽ điền lại xuống cái dòng dưới này nhé. Để nó xác minh là hai cái mật khẩu này nó trùng khớp nhau. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp vào cái dấu tích tròn ở cái mục tôi đã đọc và chấp nhận nhé. Và chúng ta sẽ nhấp vào mục tiếp theo nhé. Tới cái bước này nó sẽ hiển thị lên một cái bước bảo vệ nữa. Các bạn muốn vẽ hình gì đó để làm cái khóa bảo vệ ví thì các bạn có thể vẽ, còn nếu không thì các bạn sẽ bỏ qua nhé. Chúng ta sẽ chọn bỏ qua góc trên này. Và tiếp theo thì ở đây nó có cái mục là bắt đầu hành trình Sepal này, thì chúng ta sẽ nhấp vào cái dòng chữ này nhé. Tới bước này thì các bạn sẽ chọn ví phần mềm này nhé. Và ở đây thì nó sẽ hỏi chúng ta là tạo một ví mới hoặc là nhập qua cụm từ ghi nhớ này. Thì nếu như mà các bạn có những cái ví cũ các bạn muốn đăng nhập vào trên cái ví này thì các bạn chỉ cần điền 12 cụm từ của nó vào đây. Có thể là các bạn sẽ điền những cái ví, ví dụ như là ví chớt, ví MetaMask vào đây đều được các bạn nhé. Thì nếu trường hợp các bạn có ví cũ rồi, các bạn muốn nhập nó vào cái ví này cho nó hiển thị ở trên cái ví Sepal này thì các bạn sẽ chọn cái mục này nhập qua cụm từ ghi nhớ. Đấy, thì chúng ta sẽ vào được cái ví cũ. Còn nếu các bạn là người mới và đặt ví mới thì chúng ta sẽ nhấp vào mục là tạo một ví mới này. Và tiếp theo thì ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái mật khẩu vào nhé. Và chúng ta sẽ nhấp vào mục xác nhận này. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ hiển thị ra cái mục là tạo cụm từ ghi nhớ. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ tạo ở đây. Nó sẽ hiển thị lên 12 cái cụm từ ghi nhớ. Thì các bạn sẽ ghi chép cẩn thận 12 cái cụm từ này ra sổ nhé. Và chúng ta cất đi nhé. Tránh trường hợp là để cho người khác biết thì họ sẽ có thể là hack ví hoặc là chuyển coin của các bạn sang những cái ví khác của họ. Đấy, thì lưu ý là tới cái bước này các bạn cần phải ghi 12 cái cụm từ đó ra sổ. Ghi ra 2-3 quyển cũng được. Nói chung là các bạn phải ghi thật là kỹ và kiểm tra chính xác từng cái ký tự một nhé. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào chữ tạo ở đây. Và tới bước này thì nó sẽ hiển thị lên 12 cụm từ ghi nhớ này. Các bạn ghi chép cẩn thận lần lượt theo thứ tự từ 1 đến 12 nhé. Bởi vì sang bước tiếp theo ấy, thì nó sẽ đảo lộn tất cả cái số thứ tự này nhé. Nó sẽ không còn từ 1 đến 12 mà nó sẽ đảo lộn, nó lẫn vào nhau để cho chúng ta phải chọn sắp xếp lại làm sao cho nó đúng lần lượt từ 1 đến 12 thì chúng ta mới đăng nhập được vào ví. Đó, thì tới bước này các bạn sẽ ghi chép ra sổ nhé. Sau khi các bạn ghi chép cẩn thận 12 cái ký tự này ra sổ xong thì chúng ta sẽ nhấp vào mục tiếp theo này. Và ở đây nó sẽ hiển thị lên 12 cái ô trống này và chúng ta sẽ sắp xếp lần lượt cái ký tự 12 cụm từ này cho nó lần lượt từ số 1 đến số 12 các bạn nhé. Sau khi các bạn sắp xếp lần lượt từ 1 đến 12 rồi thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục xác thực này. Và ở đây thì nó hiển thị lên nó thông báo là ví của bạn đã sẵn sàng để sử dụng, bây giờ hãy đặt tên cho ví của bạn. Thì với cái ví này, các bạn có thể là đặt tên, chúng ta sẽ nhấp tay vào đây nhé. Các bạn có thể chọn đặt tên là ví chính này, hay là ví hâu này, đấy tùy các bạn nhé. Chúng ta sẽ đặt một cái tên theo cái ý muốn của chúng ta, sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục xác nhận này. Thì như vậy là chúng ta đã cài đặt xong ví và chúng ta đã vào được cái giao diện chính của cái ví này ở bên trong cái ví này các bạn nhé. Thì ở trong cái giao diện chính này nó mặc định nó hiển thị những cái đồng coin nổi tiếng như là đồng BNB này, đồng Bitcoin này, đồng ETH này và cái đồng
SPF này, đây là cái đồng coin của cái ví này các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái đồng coin vào ví này. Thì chúng ta cần phải đi copy cái địa chỉ hợp đồng contract của nó, chúng ta dán vào đây nhé. Ở đây thì mình sẽ thêm cái đồng token Baby Dogecoin vào trong cái ví. Thì chúng ta sẽ vào BSC scan này. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có cái chữ hợp đồng hay còn gọi là smart contract ấy. Thì chúng ta sẽ copy nó nhé. Chúng ta sẽ copy cái địa chỉ hợp đồng này. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại ví. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ dán cái contract đó vào trong cái ví này. Thì ở đây nó hiển thị lên cái chữ câu hỏi bảo mật này. Các bạn sẽ nhấp vào cái dấu XC này để xóa nó đi nhé. Và tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào cái chữ quản lý đồng này. Chúng ta sẽ nhấp tay vào đây. Và các bạn nhìn thấy là trên này có cái chữ là nhập token hoặc địa chỉ hợp đồng này. Đó thì cái địa chỉ hợp đồng contract mà mình vừa hướng dẫn các bạn copy ấy, chúng ta sẽ nhấp tay vào đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ dán này nhé. Và tiếp theo thì nó hiển thị lên cái chữ là Baby Dogecoin này. Chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu cộng ở đây. Đó, như vậy là mình đã bật hiển thị nó lên rồi. Thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mũi tên quay trở lại này. Thì khi các bạn quay trở lại xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái đồng Baby Dogecoin này nó đã hiển thị ở trong ví của các bạn rồi nhé. Đó, nó sẽ hiển thị ở đây này. Nó lên đầu tiên này các bạn nhé. Như vậy là trong video này mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tải, cài đặt và sử dụng cái ví Sepal nhé. Đây là một cái ví mà được rất nhiều người sử dụng, nó rất là thông dụng. Và hy vọng rằng với cái hướng dẫn của mình thì các bạn có thể là thao tác dễ dàng và thành công nhé. Nếu bạn nào làm chưa quen thì các bạn có thể là tải về và cài đặt và xóa đi và cài lại. Cho đến khi các bạn thành thạo rồi thì chúng ta sẽ sử dụng ví nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì có thể ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.